Sao mới giờ này mà đi ai đi tưới? Hả? À, đang làm gì tưới đây này, ướt hết. Đây, mình đang đứng giữa vườn được tưới nè, mình đang được tắm đây nè. Đó. Rồi sáng nay mình cho bà con xem cái vườn xà lách Caron của xà lách Caron của bà con Đà Lạt mình canh tác trên phường 7 đây. Đây khung cảnh rất là đẹp. Vườn xà lách Caron trong buổi sáng tinh mơ. Nhưng mà mới buổi sáng tinh mơ như thế này xe đã ghé vô chợ rồi đây. Xe ra vô chợ đó, không? Đưa cát vô cắt và chở. Bà con đang làm trên đồng nữa. Cánh đồng Đà Lạt thì bà con mình vì đồi núi thì cái địa hình là đồi núi cao cho nên là cái dạng như đồi núi lấp chứ không có cao lắm. Nhưng mà nhìn xa xa là thấy, bà con thấy núi Bà đó. Đó núi Lâm Giang đó. Xa về hướng kia là vùng Lạc Dương, đỉnh Radar. Sáng nay mới sáng sớm thôi, bà con thu hoạch rồi. Tôi thấy hai vợ chồng này đó, hai cái đèn đội đó. Là biết là thu hoạch ban đêm rồi đó, không? 5 giờ sáng là ra thu hoạch rồi. Nếu mà có hàng để cho xe chở. Đây là những vỏ xà lách Caron đã được cắt xong đây. Cây thì to lắm mà bà con mình cắt xong bắt đầu lột, bỏ lá dữ lắm. Bỏ lá già đi. Thì đây nè. Đây còn lá, những cái lá này là lá ăn được rồi. Nhưng mà khi về đôi khi mình có trình mình chế biến mình còn lột bỏ thêm mấy vỏ nữa, lá nữa. Khí hậu Đà Lạt nó rất là ôn hòa, vậy cho nên là các loại cây rau hoa nó phát triển rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh đó cũng cần cái kỹ thuật rất là chuẩn của bà con mình trồng nhiều mùa để có kinh nghiệm để ra được những cái rau hoa nó đẹp như vậy. Hoàn toàn ngày xưa thì bà con còn gánh nước tưới bằng hai cái xoa, chứ còn bây giờ thì toàn bộ tưới tự động. Và hệ thống tự động nó được lấy nước từ giếng khoan và đưa lên bồn chứa hết. Từ bồn chứa đó bắt đầu là với bơm ra tưới vườn. Đây hai anh chị đang thu hoạch rau đây. Mình chất rau vậy á, mình xếp rau cũng phải có kỹ thuật đó hả? Nếu mà không có kỹ thuật chứ nó không à, nó dập ha. Đúng rồi. Cái thứ nhất là nó dập, cái thứ hai là nó lỏng chỏng trong đó, cái mỗi vỏ nó không được nhiều ha. Chặt lên xẻ này, dập đạp này như vậy nè. Dập đạp nữa ha. Chắc lên xe họ dẫm đạp họ ép để mà cho nó chặt chẽ để mà nó chở đó. Dễ bị hư lắm, bởi vậy cho nên chắc phải có kỹ thuật. Vâng. Ừ. Nếu mà như mình nụm nữa là tránh được lên. À. Ừ. Này cũng phải là qua quá trình làm việc nhiều rồi học hỏi. Mười mấy năm làm rau hoa đây rồi hả? Ừ. À. Tức là hồi xưa là mình ở đâu anh? Hồi xưa thì ở ngoài Bắc. À anh ngoài Bắc. Ngoài Bắc Nghệ An là miền Trung chứ. Bắc miền Trung. Dân miền Trung mình đấy. Ở ngoài kia thì không phải là tre chứ mà đất cày lên sỏi đá, mà đất thì không có nhiều để mà trồng. Vô đây bà con mình thấy đất đai nhiều làm sướng ha. Tha hồ làm, tha hồ bơi. Nhưng mà bơi phải với có tiền. Đỡ bà con, mình thấy bà con Nghệ An, Hà Tĩnh rồi các thứ, các vùng Bắc miền Trung vô đây cần cù lắm. Thì mới vô đấy mà ở cái nghề liệu của Thích Màu thế này là mới đối
Đó cái mô không đấy. Dạ. Cái nó dày đặc thế này. Dạ, dày đặc đấy hả? Bố năm chín chúng khi là trước cây vợ thì bố năm 91. À, bố năm 91. Vô từ đó đến giờ làm rau hoa của đàn để vững tay chứ. Dạ. Chứ còn mẹ móc đang hoang thì nó khỏe hơn. À, khỏe hơn tí xíu. Và công việc nó càng ngày nó càng được ổn định ha anh ha. Đúng rồi. Cũng mừng cho bà con mình đấy. Dạ thì nhiều. Là đúng về rau hoa mà nhiều loại đủ thứ thế là về Đà Lạt đủ thứ. À đủ thứ. Dạ, toàn rau sạch bây giờ là toàn rau sạch chứ nếu mà không làm rau sạch thì ra thị trường đâu có dễ. Ừ. Bây giờ máy móc được nó không muốn nó phân tích một cái rạc là ra liền. Trong này có tồn dư hóa chất gì, tăng trưởng rồi các thứ hay là thuốc sâu, không? Rồi nó ra liền. Bởi vậy cho nên là bây giờ toàn là làm rau sạch, cạnh tranh nhau phải làm rau sạch. Đây này bà con thấy không? Cắt để đẹp chưa? Rất là đẹp. Đây là salad caro nữa. Đóng đi đâu đây anh? Đi Thủ Đức. À đi Thủ Đức hả? Chợ Thủ Đức. Ừ. Hôm nay mình đóng cái số lượng bao nhiêu? À bữa nay còn khoảng là chúng mình mới ở đấy được khoảng 20 cặp. À 20 cặp. Còn tận đó. À là 40 giỏ. Đúng rồi. À 4312 tấn 2 khoảng đó. Được hết chứ, nhiều hết chứ. Nhiều chứ. À, thấy nhiều vườn cắt vít lắm. Cắt theo số lượng hợp đồng hả? À, đặt bao nhiêu thì mình cắt bao nhiêu hả? Dạ. Mình phải ăn một mình đâu, người ta nhiều chứ mà một mình đâu, một vừa được người ta đi mình nắm đầu một, nắm đầu lại là như. À đúng rồi, họ phải nhận đều chứ đúng. Chứ nếu mà không thì nó bị ngắt hàng sao? Ừ. Phải mua từ nhiều nguồn. Đúng rồi. Mà thường ở dưới đó mình thấy chẳng hạn như vừa carbon thì là carbon không thôi. Ha. Có lẽ không chứ thì người ta bán mình còn phong phú mặt hàng rồi hả? Cùng nhiều loại mặt hàng. Ừ. Nào là cường rốn, thế nào là súng, thế nào là lỡ cài. Thỉnh thoảng mình có xuống đó mình tham quan chơi không? Thì chứ là không. Thế chứ không hả? Dạ, chưa biết gì đó luôn hả? Đôi khi chưa biết chủ mặt bà chủ hàng luôn á. Chỉ thấy qua điện thoại thôi hả? Là miễn là hàng xuống tiền lên cho nó đều là được. À, tôi bận lắm, tôi lo tôi làm hàng cho chị, thời gian đâu tôi xuống tôi thăm chị hả? Cũng hay chứ. Ai cũng cuộc sống cả. Dạ. Làm đàng hoàng thì mình cũng đàng hoàng thôi. Đúng. Cái uy tín lúc nào nằm trên là hàng đầu thì nó bền vững. Tất nhiên là người ta cũng cuộc sống và người ta cũng không cần đi vì mình để giảm 30 triệu ví dụ như vậy. Người ta cũng không yeah. Cũng mong là cái liên kết để làm ăn mà nó có niềm tin để mà mình làm được lâu dài là được bên tốt. Nào, yeah. Bên nào mà lâu dài yeah. Đâu phải đúng rồi. Ngày đâu. Dạ đúng rồi. Mỗi giỏ là mình đóng là 30 kg hả? 30 kg. À. Mà mình đập hai giỏ là với nhau mình cột lại cho nó an toàn. À, bảo vệ được rau. Rồi. Này là đẹp á, cái salad coron này là mình trồng như vậy mình có bơm thuốc sâu đi không anh? Salad caron có một điều đặc biệt đó là chẳng có sâu ăn. Nó không có sâu, bởi vậy cho nên không cần thuốc sâu. Sú rồi các thứ thì có. Chứ mà đối với sâu thì salad coron này nó thua. Ừ, không ăn. Đó thì giờ đi cả cái không hay có cái dấu sâu ăn. Ừ, không có dấu sâu ăn đúng không? Mình nhìn thấy không có dấu sâu. Mà chỉ có ít con nhớt thôi. À nhớt thì khác, nhớt thì à nhớt thì khác. À được. Một giỏ là 30 kg lên 32 kg. Hai giỏ đó sẽ ọc lại với nhau. Cột bó lại. Chuyển đi Thủ Đức, chợ Thủ Đức. Đây, chợ Thủ Đức, chợ Hóc Môn. Này không đi chợ Bình Điền hả? Bình Điền. À.
Dạ rồi. Đẹp không? Ra buổi sáng sớm đẹp không? Nó còn sương không? Của nước nào anh? Hình như hẳn cho cái câu rối lý hẳn hẳn của Nhật thì phải. À, mình trồng như vậy là mình làm đất xong xuôi rồi, quá trình làm đất xong xuôi, xử lý đất xong rồi là bắt đầu là mình cấy hay sao anh? Đúng rồi. Đấy. À, cái giống mà mình cấy là mình mua ở đâu? À, giống nó phải đến Nha Long người ta bỏ trong người ta bỏ hạt vô ngay từ cái vỉ á. À, người ta cấy trong vỉ. Đúng rồi, cái trong vỉ cái này mới đâu mới đến ngay xuất ra để trong ngoài trời này. À, đủ kích cỡ là khi mà đủ kích cỡ rồi bắt đầu là mình mua về mình cấy ra. Đúng rồi. Ừ. À, người ta làm cái loại thuốc dừa. Dừa. Đúng rồi, mình hiểu rồi. Cái dừa không nghe. Ủa, sao mấy giờ này mà đi ai đi tưới hả? À, đang làm giờ tưới đây này, ướt hết đây. Mình đang đứng giữa vườn được tưới nè, mình đang được tắm đây nè đó. Đám này được sao rưỡi không ạ? Không được hả? Sao ba cân đó đó, sao ba đó, sao ba mà dạ. Thì nó thu hoạch được tấn 8-2 tấn không anh? Hơn nhá. À nó bao nhiêu cây? 13.000 cây. À 13.000 cây hả? À đúng rồi, 13.000 cây thì cũng khá nhiều. Nó thu cái này, cái đám này được chừng cỡ 4 tấn không? Được, 4 tấn thì cũng được. Ừ. Đó, hai giỏ ốc làm với nhau đó, như vậy đó. Mọi người thấy không? Rồi. Cột xiết ở nhau giờ trở về Sài Gòn thì xe nó rất là khó làm hư, muốn làm hư cũng khó hư lắm. Thật chứ. Ừ. Sau là nó được tưới rất là tươi. Nó nằm trong đây xong bắt đầu đưa lên xe, mà nếu mà có xe máy lạnh mà nó chở cái này nữa thì về tới Sài Gòn là mở ra thì giống như là mới vừa cắt ở trên này vậy thôi. Đẹp lắm. Mình nhìn thấy rau ở đực này có nắng các thứ đủ nước rồi nè, rau đẹp lắm nè. Rau đẹp chưa? Rau rất là đẹp. Nên mình thuê đất trồng mà hay là đất của nhà mình? Thuê chứ, muốn nếu phải thuê là mới kịp chứ, con nếu mà củi tắc một nhà thì không thể kịp nổi. Như dạ. Ngày nào cũng đi, tháng 30 ngày á. À dạ. Giá mình hôm nay mình giá cả của nó là sao anh? Giá thì trôi nổi. À trôi nổi hả? Giá thì chúng thị trường lên thì hành lên, nó xuống thì xuống. À cái này nó lên xuống ngày một á mà. Đúng rồi, chứ không nhất định được. À. Thế hôm nay thật ra hôm nay cái giá nó nằm bình quân chừng cỡ bao nhiêu phải không? Hôm nay thì hiện tại hôm nay là 10.000. À 10.000 cũng được. Kệ nó, mấy hôm trước nó bán không được luôn, mấy hôm trước nó thấp quá. Chậm quá, ế quá. Còn hôm nay thì nó đã đỡ rồi. 10.000 thì cũng được. Mình ăn giá sau hay giá trước đây anh? Giá sau chứ. À mình ăn giá sau. Nhưng mà giá sau mà nó nằm ở cái mức 10.000 thì cũng được, tức là lên xuống vài ngàn cũng có thể chấp nhận được ha. Nó lên mong mà xuống là ăn giá sau nó lên chừng 15.000 có đỡ ha. Cái giá cả thì độ khan hàng hay không thôi.
chứ không phải nhất định như một thứ. Dạ đúng rồi. Đây đây chị cắt một ngày chị cắt được nếu một mình chị cắt được một tấn không chị? Không được cả à, không được hả? Cho mượn, cho mượn cái cây. Ôi trời đẹp ghê luôn á. Phải chưa nè. Sắp rôn thấy không? Thấy không? Cái sắp rôn đẹp chưa? Bỏ đến đến đi. Có lẽ bỏ nó rõ đến tôi đâu vậy? Không. Ăn ăn phở hay là bún riêu được các thứ này, sắc cái này ra. Phật rất cần cái này, sắc cái này ra, sắc sắc nhỏ nhỏ thịt nhỏ đó. Sắc mảnh thịt mảnh, à, phở thì ăn cà lá. Sáng nay mình ăn mấy lá đây rồi. Đó. Cà sắc cà rôn này. Đẹp chưa? Rất là thích, nhìn thấy rất đã. Hủ tiếu. Dạ, phở hủ tiếu. À, thậm chí bún bún riêu bún riêu mà mì Quảng rồi các thứ mà sắc sắc sợi cái này ra cũng ngon lắm. Đây là hai anh chị là hai vợ chồng đó phải không? Trời ơi, rất kỹ quá phải không? À, chị thấy không, đi làm với chồng mà đi thế này là chị đúng là cũng giỏi rồi chứ. Bắt chồng làm cùng nghề với mình và đi đâu cũng cùng với mình như vậy thì mất cái đường nào nữa. Chứ chị thì chị bao kỹ quá không thấy, chứ mà anh thì đó, to con đẹp trai kiểu này ra đường dễ mất lắm á nghe. Đi làm mà coi như là đi cắt chung với người nào là cũng dễ mất lắm nghe, không phải là cái gì chứ mà bị mấy cô dụ hết á. À, có chị nói thế anh nói thế chứ, chứ thả ra coi. Anh ơi hãy ông bà là từ làm dư cho đến cỡ khoảng 11 chứ có bữa mới về làm đi cỡ khoảng 10 giờ là về rồi, về nó bắt đầu là chiều lại là từ đi làm tiếp. À, chiều lại là lo những công việc khác. Thậm chí vườn chỗ nào đi tưới tắm rồi các thứ cho nó tưới rồi thậm chí bỏ phân nhổ cỏ, sáng thì đi cắt giao hàng, trưa lượm tiền, chiều đi tưới tiếp. Cũng vui chứ, cái công việc nhà nông đôi khi có lúc nó nặng nhọc lắm, rồi mưa gió rồi cũng mệt. À, cùng hai người cứ mình ông năm chơi ở đây, ông chơi cây năm chơi ở đây là đâu là làm sống là cho lên xe cày là đã thôi. Xe cày mình chạy luôn ấy hả? Chạy luôn, từ chạy đến. Vậy đó, làm nông nghiệp bây giờ là phải vậy. Chứ còn không thì chi phí đầu này đầu kia đầu nọ lấy đâu ra lời nữa. Thôi mình xin phép ngưng video tại đây. Hẹn các bạn video sau hay hơn, xem cho vui nha. Nhìn đây, vườn rất là đẹp không, cũng mỏm đất nhô ra nè. Đó. Đó, giống như thắng cảnh nha, làm giống như làm ở nơi tiên cảnh như vậy mà ai chẳng thích. Bà con miền Trung mình vô đây làm nhiều lắm. Đó, xa xa kia là núi Bà đó, núi Lam Giang đó. Đó, bây giờ vắt két xuống tiếp, cắt tiếp, quá chừng két, xe máy cày để sẵn để chở nè, rồi đây két được nha, hôm nay chập nữa cắt nhiều đó, cắt cả hơn tấn. Đi.
Đây, bây giờ làm đa số là gia đình làm để cho nó chặt cả, chi phí nó thấp lại. Đây là hai anh chị và đứa con trai mới vô đó ha. Đẹp chưa? Vườn đẹp chưa?